Vừa qua, trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, tổ công tác C1911 Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến, thu giữ nhiều hung khí tự tạo. Cụ thể, khi đang tuần tra trên tuyến đường Phan Tứ, phường Mỹ An, tổ công tác phát hiện nhóm 6 thanh thiếu niên chạy xe máy rú ga, trên tay cầm nhiều hung khí nên tiến hành kiểm tra hành chính. Trong lúc truy đuổi qua nhiều tuyến đường, nhóm này rất manh động, chạy xe lạng lách với tốc độ cao. Sau hơn 10 phút, lực lượng 911 đã dừng xe được hai đối tượng. Qua đấu tranh được biết, các đối tượng đang cùng với nhóm bạn hẹn nhau tại cầu Bờ Quang trên đường Minh Mạng để chờ một nhóm khác đến trả thù. Xuất phát từ mâu thuẫn nói xấu nhau trên mạng xã hội của một thanh niên trong nhóm mà các đối tượng này đã hẹn nhau, cầm theo hung khí để hỗn chiến. Tiếp tục mật phục, C1911 bắt giữ thêm 4 thanh niên của nhóm khác, thu giữ 3 dao phóng lợn, 1 lưỡi mát. Hiện 6 thanh thiếu niên đã được bàn giao cho Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn để tiếp tục xác minh làm rõ.